Đến ngày ơi, làm thuốc hả? Em lấy cái Trời ơi, Lê Quang, kìa đẹp trai chưa? Mặc bộ đồ đen đẹp trai chưa? À vậy hả, ok, đợi em xíu đi. Ngồi đó đợi em xíu đi. Làm treo đi cho nó đẹp. Làm treo vô. Chị Linh cắt tóc đi. Chị Linh cắt tóc đi. Chị nghĩ Quang để tóc dài đẹp á. Không. Quang để tóc dài đi. Tóc ngắn nó trẻ hơn. Cắt cho nó gọn lại. Cho gọn lại thôi chứ dài quá. Nên nên để tóc dài. Ngắn thì nó thấy Quang để tóc dài. Nó khỏe mà nó trẻ. Má không cho kìa. Má để tóc dài. Hồi xưa má đã không cho cưới công thơ. Linh chán sâu tóc dài rồi mà Linh còn gán suối à. Má nghe dài chị, nữa. Má nghe chị nói Quang để tóc dài đẹp cái. Má đẹp tại vì tóc em quăng. Quăng mới đẹp. Quăng không đẹp. Em quăng nhiều quá nó. Quăng cắt ngắn nhìn nó suông mới đẹp. Nó trẻ mà khỏe. Ai đẹp chơi gì cắt cho Quang nha. Ném qua chút nữa. Thợ cắt tóc ở đây mà lo gì. Cái là làm rành quá ta. Thở mà thuốc cơ đau khi cần trị đau dây thần kinh hết rồi anh ơi. Trời đất ơi. Ôi quên đây nè, trời ơi. Người ta mới giao quá. Quên. Đây nè, trời ơi, người ta mới giao, đâu có biết, tao tới nhà luôn rồi, người ta tới giao tới nhà luôn rồi các bạn. Ăn đi. Bạn nào mà muốn mua thuốc mà người ta giao tới nhà khỏi tới pharmacy lấy á thì có đây nè, là có cái chỗ này nè, cái tiệm này là tiệm Black Fit Coast Pharmacy. Khó quá hả? Số điện thoại là 714-2609094. 714-2609094 là cái số điện thoại của cái pharmacy mà mỗi lần là bà ngoại với anh Quang mà có thuốc là đem tới nhà luôn. Uống một viên mỗi ngày 2 lần, loãng máu. À, thuốc loãng máu thì còn mà vẫn cho hả? Ấn vô rồi mới xoay không sao, thuốc loãng máu là... ok rồi, có thuốc rồi, rồi cũng hết rồi chứ. Còn này là trị xuyễn mà anh đâu bị xuyễn đâu. Chừng nào khó thở đó. Khó thở là xịt vô. Hôm bữa có rồi mà đâu có xài đâu mà lên tới. Ok xong cái đó, mấy người già cần lắm đó. Kìa chị nào, hai chị xong rồi, tiếp giờ... khách xong rồi hả? Hả, tiếp khách xong rồi. Tiếp khách xong rồi, bây giờ thuốc cũng làm xong luôn rồi. Nãy hả? Ừ, là tối hôm qua khuya tôi thấy bà đối mặt với người bí ẩn nào nhờ. Chồng có lên để kể cho các bạn nghe một cái chuyện này, chuyện hot tin nóng hổi vui lắm. Hồi sáng giờ tắm dậy, ngủ dậy là post hai cái clip mà đi ra ngoài Đức Mẹ. Xong rồi post xong là đi lễ này kia, không có cái thời gian để mà vô trong YouTube coi comment nữa, chưa có luôn. Bây giờ về lo ăn cơm mà chuẩn bị thay đồ là đi đám tang của chú nhạc sĩ Lâm Phương. Đó, thì Lê Quang đang ngồi đằng trước mặc nguyên bộ đồ đen rồi, gắn chân gắn đồ vô rồi. Sẵn sàng rồi, đợi TG tới chở đi. Sẵn đây cho nói, kể cho các bạn nghe cái này vui lắm. Tối hôm qua, tự nhiên đang edit video thì có một cái anh kia ảnh trong Facebook của Tám á. Tại Facebook của Tám thường là hay share cái link ở nhà thờ ấy, quên, share cái link mà đi Đức Mẹ mà có cái anh đó chửi á, nhớ không? Xong rồi cái tấm share lên Facebook thì tự nhiên có một người vô comment vô cái Facebook cái bài viết đó là con Tám bôn xa mày nổi danh đó ta, mày nói chuyện gì, mày ăn nói lung tung gì đệ. Sáng giờ cũng chưa lên được vô Facebook nữa, mới tối qua vừa edit mà vừa phải trả lời comment cái anh chàng đó, anh chàng đẹp trai. Mà công nhận nha, YouTube thì mọi người coi cũng đông, mà Facebook có cái anh nó vô cái 100+ comment. Ủa vậy? Má thấy rồi, kể cái gì căng thẳng mới đừng. Má đừng có nghe kìa, để con kể cho má nghe luôn. Má hồi hộp nhưng mà má bắt cười.
một cái mắt comment, ăn hồi hộp nghe nè, kể tiếp đi. Một 90 cái comment, một chặng. Ủa vậy một cái comment 90 comment ở trong đó. Hôm nay con tám bô xe. Mày đừng có ăn nói luôn tung. Luôn tung. Ở đây nè, cái anh này là anh Thuận Tony Lương gì đó. Cái tự nhiên tắm vô, tắm đọc nó ồn. Ủa ai kiếm mình con tắm buông xa. Mày đừng có ăn nói luôn luôn tung. Luôn tung. Cái xong cái tắm mới vô, tắm mới trả lời. Nè. Thôi bà đọc tôi coi. Sao nó lung tung ở trong này quý vị? Nó không có quá sao. Trời comment, sáng giờ đâu có đọc đâu. Bây giờ nó hiện quá trời tùm lum comment lên á. Thì nói tóm lại á, là nếu mà các bạn muốn đọc thì vô đọc nhiều lắm. Đọc nhiều lắm, chưa có đọc hết nữa. Tám chưa có thời gian đọc hết. Nhưng mà hồi tối hôm qua Tám chat với ảnh á, Tám chat bằng comment nha. Tám nhớ nè, cái lúc mà Tám đọc được comment đó, xong cái Tám mới click vô cái trang Facebook của ảnh. Thì Tám thấy trời anh này mặc bộ vest, chủ đẹp trai, bảnh bao lắm, chủ nhìn lịch sự lắm. Cái Tám nói ủa nhìn anh quen quen ta ơi, hình như mình có gặp rồi mà không nhớ là gặp ở đâu. Mà Tám nhớ là Tám cái xong cái hồi Tám nhớ Tám nói hình như gặp ở Đài Đức Mẹ. Mà hồi lúc mà chiều á Tám đi Đức Mẹ thì Tám thấy một cái anh mặc bộ vest rất là đẹp trai, mà bự con, mà tướng tá phong độ lắm, lịch sự lắm. Tới hả cầu nguyện Đức Mẹ xong còn nói chuyện với anh sĩ vui cười rồi chụp hình chụp hồ đồ từ Đức Mẹ. Cái Tâm nghĩ là ủa cái anh này mà sao tự nhiên cái anh nói mình kỳ vậy. Xong cái Tâm mới vô nói ủa hình như anh kia ơi, anh đẹp trai kia ơi, hình như hồi chiều em thấy anh ở tượng Đức Mẹ mà anh mặc một bộ đồ vest màu đen rất là lịch sự và đẹp đẽ sang trọng quý phái lắm, mà sao anh đẹp trai lại vô trang Facebook của em anh comment với em như thế nhỉ anh đẹp trai kia ơi. Má cười. Má cười. Hồi hộp nó hơi mới kể má. Nó thấy sao chửi là con của má mới ngồi mới cười. Cái xong con nói vậy má. Cái xong cái tự nhiên cái ảnh vô ảnh nói là sao Tám lại post lên YouTube mà không có sự đồng ý của người khác. Cái xong Tám nói ủa là anh này là ai mà anh nói vậy ta. Xong mới cái xong cái Tám nói ồ vậy anh là ai. Cái xong ảnh mới nói là nếu mà Tám không xóa cái YouTube đó thì Tám có biết chuyện gì xảy ra không. Không giỡn quá. Hồi bữa nói anh nhiều fan hỏi là Thơ với Cam Linh á có fan hâm dọa hâm đánh chưa, bây giờ bị liền tối quá. Cái xong cái Tám nói ủa cái anh này là ai mà ảnh lại kêu mình xóa cái YouTube. Cái xong Tám ấy ý không chừng cái anh này cái anh là cái anh chửi trong cái clip đó ta. Cái Tám nhìn kỹ lại Tám ấy hình như đúng rồi. Cái xong Tám ấy nói à thì ra anh đẹp trai là cái người mà hôm bữa rầy em ở tại chỗ Đức Mẹ đúng không. Xong rồi ảnh không có nói mà ảnh cứ nói là Tám cái lúc đó là ảnh là đổi cách xưng hô lại rồi, ảnh không kêu Tám bằng mày mà cái con bonsai gì nữa hết trơn á. Ảnh là sưng tại vì ảnh đẹp trai mà mình tại ảnh lỡ miệng ảnh chửi, nhưng mà mình nói lại ảnh mới nhớ sực là ảnh đẹp trai, ảnh được nói mình con. Cho nên ảnh nói lại ảnh nói là Tám là người tốt thì Tám nên xóa cái clip đó đi này kia. Người mà ngay người đó lấy hoa này kia của người ta dân này kia. Rồi xong cái bà Linh Trần vô, bà Linh Trần giải thích anh hiểu lầm rồi anh này cái nọ. Cái xong cái nói là anh muốn gặp Tám nói chuyện với Tám gì đó, nói chung là ảnh nó là muốn gặp mà cái nói, ok giờ mình sẽ gặp nhau, hẹn gặp nhau. Cái ảnh mới nói là hẹn thứ hai 4 giờ. Cái nó ok trụ dê ảnh mừng ngồi gặp ảnh đó, như là ảnh chịu gặp mình mừng quá. Xong cái mình nói yeah anh, cảm ơn anh đã cho em một cuộc hẹn, vậy hẹn anh 4 giờ chiều thứ hai tại Đức Mẹ Long Beach nha, anh em mình sẽ nói chuyện cho rõ ràng. Rồi xong ok hẹn xong rồi, xong tự nhiên cái Tám sáng Tám ngủ dậy Tám thấy cái gì mà quá trời luôn, quá trời comment tùm lum tùm la. Người fan á coi đọc được thì vô comment nói là cái anh này là sai rồi này kia cái nọ. Mà ảnh á ảnh có bằng chứng rồi, ảnh đưa hình mấy hình mà hình chị người ta mang hoa, mang hoa
mang hoa ra xe đó, thì mình đã giải thích rồi, mình đã nói hết rồi ở trong cái clip mà ảnh đòi xóa đó, nhớ không? Bà Linh Trần, rồi Cam Linh, rồi Tám đã nói hết tất cả rồi. Mà tại sao anh coi mà anh không chịu hiểu, mà anh cũng một hai là ảnh nói là ảnh có bằng chứng, mà bằng chứng đó là bây giờ Tám mới file down ra. Rất là tội nghiệp ảnh. Ảnh không phải là người giống như là người mà nhân vật chính là cái người mà theo dõi, mà ảnh chỉ là một cái người đi tới Đức Mẹ, đem bông tới để dâng Đức Mẹ thôi. Nhưng mà ảnh nghe hai cái chị đó, chị nói là đến đây á phải tháo bao quà ra, chứ không phải ở đây người ta ăn cắp, để nguyên bao là nó ăn cắp gì nó bán đó, hai cái người đó đó, hai người đó ăn cắp gì bán đó. Thế nhưng ảnh là một cái người cũng là nạn nhân luôn, nhưng mà giống như là Satan nó dùng những cái người mà giống như mình không có nói hai cái chị đó là sai, mà mình cũng không nói anh này là sai, nhưng mà Satan nó luôn luôn ở bên những cái con người của mình, yếu đuối dễ bị rồi, ấy lắm, yếu đuối không có giống như là lập trường, không có đức tin, dễ tin người dễ ai tin. Nói gì cũng nghe, thì ảnh là cũng một người tới Đức Mẹ, nhưng mà ảnh nghe mà cái tánh ảnh là nóng, cho nên Satan nó dùng ảnh luôn à. Nó dùng ảnh để là nó dùng ảnh làm công cụ để mà phá cái chỗ Đức Mẹ và làm cho anh chị sĩ nhục mạ, để anh chị sĩ như là nản chí và bỏ cuộc, không có chăm sóc Đức Mẹ nữa. Tụi Satan nó ghê lắm, nó làm coi như nó tinh vi lắm, nó làm đủ mọi hình thức để mà nó hại người, nó làm nhục chí người khác. Cho nên là anh này cũng bị giống như là bị Satan nó ở sai vô trong người à. Đúng rồi, sai khiến ảnh ở vô trong người ảnh luôn. Thì lúc đó ảnh tại sao mà ảnh phải la lối vậy? Tự nhiên cái tánh như là một phần ảnh cũng nóng, và ảnh tin người, ảnh giống như ảnh nghe người ta nói một cái là ảnh coi như là ảnh lấy xé ảnh còn hoa đó, còn la hơn cái bà kia. Ừ, mà ảnh còn la hơn cái chị mà là theo dõi mà hàng ngày nữa, xé hoa rồi kia ra rồi gấm này gấm kia. Vậy cái chị đó là chùm Satan. là nếu mà các bạn nào đã theo dõi cái clip mà Tấm Boss là không cái chân cái thumbnail của nó là ai cũng hiểu, mà một người không hiểu á, là cái clip đó có cái chị đó, chị bữa đó chị ở đó, chị chứng kiến, chị nói là cái anh đó ảnh đem hoa lên ảnh dâng Đức Mẹ, nhưng mà cái hai cái người đó là nói nhỏ nhỏ, cho nên lúc mà ảnh dâng ảnh banh ra, ảnh nghe lời mà ảnh banh ra, ảnh sợ người ta ăn cắp hoa của ảnh dâng, cho nên ảnh cắn tùm lum tùm la, cho nên anh chị sĩ ảnh mới lên tiếng, ảnh mới nói thôi đừng cắm vậy, tại vì hoa lại cái tượng Đức Mẹ mà cắm tùm lum trên cái tay Đức Mẹ, chị đã cắm đẹp rồi cho nên đừng có cắm tùm lum, đưa cho ảnh chị để anh chị cắm cho đàng hoàng lại. Mà anh này ảnh đúng như là ảnh nóng mà ảnh nghe như là ảnh nghe lời cái người kia nói, là ảnh lên ảnh chửi liền, ảnh nói tôi bấm của tôi, ủi bấm của tôi thích cắm đâu, mấy người lấy bán hả, cái gì thấy không, nóng vội, nóng rất là nóng vội, và ảnh quyết định là hai người này là ảnh cấp hoàng, và ảnh la làng lên cho mọi người ở đó quá trời đông, là Satan nó bắt đầu nó khiến luôn, nó khiến cho ảnh đứng nó cả tiếng đồng hồ để mà ảnh chửi bới ngay chỗ lúc mà người ta cầu nguyện ngay cái ngày của Đức Mẹ, là ngày Đức Mẹ mà Mẹ Thiên Chúa luôn, ngay cái ngày đó luôn. Cho nên cái anh này mình đừng có, cũng nói chung là mình cũng đừng nặng lời với ảnh quá. Thì Tám cũng nói chuyện rất là nhẹ nhàng với ảnh, mặc dù ảnh xưng hô như vậy, nhưng mà tại vì đó là những cái gì đó giống như là Satan á, nó ăn như là nó ở trong người của ảnh á, khiến cho ảnh làm vậy. Nhưng mà nếu mà Tám nói chuyện đàng hoàng, ảnh cũng rất đàng hoàng với Tám, chứ làm không phải là không. Nhưng mà ảnh có một cái ảnh hơi sai, là ảnh cứ nhất quyết là ảnh nghe lời cái bên kia, mà ảnh không nghe lời bên của mình, mà mình là nói đúng chính xác thật sự, mà ảnh không nhất định không nghe, ảnh cứ là nghe lời bên kia để ảnh giữ cái chính kiến của ảnh là đúng, nhưng mà ảnh sai hoàn toàn, nhưng mà ảnh không có biết. Thì ảnh mới hẹn Tám, hồi tối qua đã ảnh hẹn rồi, ok, cái nó ok chúc anh ngủ ngon, hẹn anh thứ hai 4 giờ chiều anh em mình gặp nhau tại Đức Mẹ Long Beach nha. Ok, xong rồi từ sáng nay người ta vô nói ảnh sao đó, ảnh nổi nóng lên, ảnh nói nếu mà Tám không xóa cái clip đó, tại sao Tám chưa xóa, không xóa thì không hẹn hò gì nữa. Giống như cái ý của ảnh là ý là ảnh là Tám muốn gặp ảnh lắm,
Cho nên là nếu mà muốn gặp ảnh là phải xóa clip ảnh mới gặp, còn không xóa clip là ảnh không có gặp. Ghê chưa? Ghê chưa, bà ngoại nó ghê chưa? Thì vậy nè, anh ơi anh làm rồi. Bà ngoại phải nói là ghê không? Em muốn nói cho anh biết, em nghĩ anh có thể anh coi cái clip này á. Em muốn nói là anh gặp em để làm chi? Để nói cho rõ ràng và anh phải xin lỗi hai vợ chồng anh Sĩ, tại vì anh hai vợ chồng anh Sĩ bị vu khống một cách oan ức. Và anh mở màn thì anh phải kết thúc, bởi vì câu chuyện này anh là người mở màn, đúng không? Ừ. Mình đi ra đất mẹ, mình đang đi ra để dâng hoa, bà ngoại, anh hai dâng hoa để tạ ơn đất mẹ đã cho nguyên một cái năm vừa rồi, những cái may mắn đến với mình, những cái bình an đến với mình. Tự nhiên, đâu tự nhiên ảnh xuất hiện, ảnh mở màn cái chương trình này. Rồi bây giờ anh cũng phải là người kết thúc, chứ anh không có thể nào mà anh lụm cho em là phải xóa cái clip đó xuống. Rồi chị Linh nói. À, Linh có ý kiến là như vậy. Thì mình cũng có vài lời với cái chú đó. Là mình nên á, tại vì mình có Chúa đúng không? Ừ. Mà mình đã làm như vậy thì ảnh cũng không là, cũng là bị hiểu lầm và ảnh cũng bị người ta xúi thôi, đúng, ma quỷ nó xúi thôi. Thật sự ảnh cũng không có sai, nhưng mà ảnh bị một phút chốc làm. Cái thứ nhất là cái chỗ là ảnh là vu khống cho người khác là ảnh đã có tội. Ừ. Cái thứ hai, ảnh làm cho người khác họ đau đó, đúng rồi, là cái đó là cũng có tội. Tội. Cái thứ ba là nếu gặp tám câm thơ thì tám câm thơ sẽ nói cho mọi người biết ảnh là một người vô tội, ảnh là chỉ bị ma quỷ nó cám dỗ và nó xúi trong cái phút chốc đó thôi, chứ không phải ảnh là một cái người xấu. Đúng rồi. Cái nữa là khi mà anh mà thấy được, anh nói với hai anh chị mà anh đã làm họ buồn, họ đau á, thì anh đối diện với họ, xin lỗi họ để cho họ đỡ buồn và họ có một cái gì đó tinh thần để họ tiếp tục vụ đức mẹ ở chỗ đó. Rồi thì lúc đó cái lòng của ảnh cũng sẽ nhẹ nhàng. Đúng và rồi. Chúa sẽ tha tội cho ảnh. Nếu ảnh làm như vậy là Chúa sẽ tha thứ cho ảnh. Vậy thôi. Đó, ảnh có comment ở trong cái Facebook của Tám mà. Tám ơi tha thứ đi rồi sẽ được Chúa tha thứ. Ảnh còn comment ảnh kêu Tám như vậy. Nhưng mà hôm qua là anh chị Sĩ buồn lắm á. Đúng rồi. Buồn chứ. Buồn. Hôm qua ảnh mặt buồn. Con người mà chỉ nói là con người mà. Khoan còn nói gì nữa. Ảnh chỉ rất là buồn, nhưng mà ảnh chỉ là muốn nén. Tại vì ảnh chỉ nói chỉ có Chúa mới thấy thôi. Nhưng mà ảnh chỉ nói còn rất là nhiều người, chứ không phải là một cái anh đó. Cho nên ảnh chỉ là chịu đựng, chứ không phải là bây giờ mà nói hoài biết chừng nào, phải không? Mà bây giờ một mình ảnh nên làm gương cho những người khác. Đúng rồi, bài học. Dạ, cái đó là mình cũng là một cái Chúa mẹ sẽ thấy được cái tấm lòng của mình. Ảnh nói lên, ảnh tức. Ảnh nói là do ảnh cũng tức, là tại vì tại sao lấy đồ của đức mẹ. Ảnh nói thôi, chứ thật sự ảnh cũng không phải là xấu. Mà có người mới cho bưởi với ổi quá trời, vừa mới hết ổi xong. Ôi, mình cho bư ghê nè. Nghĩ không á? Ừ. Đã ha? Ừ, cái này anh két đem về nè. Ừ. Trời, có một còn cái bưởi này là bưởi ổi á, ngon lắm. Bưởi này ngon lắm á mấy nha. Ừ, dẻo mà ngọt. Chị Tinh đem vô đó, nãy hỏi cổ là tên gì để nói lại. Mà bưởi nói cô đó làm sao cao ơi, ốm. Chị cũng khoảng 60 thôi, nhưng mà cũng bình thường, không biết cao có mặt đồng gì hết, không biết ai luôn. Mà cổ nói là cổ đã nhắn tin cho con rồi. Chưa, cái chưa, ổ chắc, bự như vậy nè, thôi cầm đi một ba ha. Ồ, trái nãy bự vậy nè, bự hơn này, bự hơn này luôn, bự hơn gấp đôi cái đó luôn. Trời ơi, nó ngon hả? Ngon ghê. Hình như có người nhớ ai ta. Thôi, lục lại nhớ nữa đi. Thôi được rồi, có gì để lục lại tin nhắn. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn em mà kêu tấm ghế nhà lấy ổi á. Đó, trời ơi, quá trời may, vừa hết ổi là không có ổi, những ông quan không hên thiệt luôn. Hết ổi là có ổi sao? Hết ổi là có ổi ăn à. Giờ nói tiếp nha các bạn, nói tiếp cái vụ mà cái anh này, cái anh mà Facebook, cái nói chung là đang nói về ảnh thì ảnh là một người rất là lạ, và khi nào mà mình nói chuyện đàng hoàng với ảnh thì ảnh sẽ nói chuyện rất là đàng hoàng với mình. Đó. Thì chứng minh là trên Facebook là thấy rõ ràng.
Rồi xong rồi hình như là có mấy người vô nói ảnh gì đó, mà giờ ảnh đang mới coi sơ là thấy ảnh đang chửi mấy cái người đó dữ lắm. Cho nên từ từ để Tấm rảnh Tấm vô Tấm coi, nếu mà thấy không ổn thì thôi Tấm xóa hết. Còn còn để Tấm phải rảnh, còn YouTube nữa chưa có vô luôn. Và sẵn đây là Tấm nói như vậy á, là có nghĩa là đây là một cái bài học cho tất cả mọi người. Đó, rồi bây giờ thôi kết thúc cái chương trình này. Thì Tấm cũng mong là anh đó và hai chị đó sẽ coi được cái clip này nha. Mà Tấm biết, Tấm nghĩ không biết có coi không, nhưng cái anh đó thì ảnh coi rồi đó. Mà nghe nói ảnh cũng có vô YouTube, ảnh có comment, ảnh chửi Tấm lâm giọng mà Tấm chưa vô được nữa, chưa vô coi nữa. Từ từ Tấm rảnh nha, lu bu quá, không có rảnh mà ngồi mà coi luôn. Thì nghe nói vậy đó, ảnh là Tony cái gì Tony gì quên này. Cái gì Tony bà Linh? Thuận Anthony Lương. Thuận Tony Lương hả? Anthony. Thuận Tony Lương. Thuận Tony Lương gì đó, thì trong cái Facebook của Tấm có ảnh giọng á. Thì em cũng mong là em thật sự Tám không có muốn gây hấn với ai đó, mà Tám làm theo giống như là cái giống như Tám cứ Tám trong đầu Tám là mẹ chúa mẹ sai Tám làm thôi à. Tại vì nếu mà không có Tám thì ai là người giải oan cho anh chị sĩ? Có phải là anh chị sĩ ảnh sẽ bị oan ức khi mà người ta đi ra ngoài đó mà nhìn anh chị bằng một cái cặp mắt ăn cắp không? Ăn cắp hoa không? Nếu mà không có Tám mình giải minh oan hoặc là giải oan cho anh chị, cái đó quá oan ức. Ví dụ như bây giờ các bạn đi, nếu mà đặt trường hợp như các bạn là anh chị sĩ thì các bạn thấy làm sao? Trời ơi, đau quá chứ. Trời ơi, gặp mình đang làm việc tốt mà tự nhiên bị gán một cái tội, mà một cái tội đó ghê, cái tội đó đâu phải tội nhẹ đâu. Tội ăn cắp là cái tội rất là xấu, xấu xí, xấu xa. Thì các bạn nghĩ sao nếu mà là các bạn, đúng không? Cho nên là fan của Tám á, nhiều lắm nè. Nhiều người nhắn tin cho Tám, bức xúc lắm luôn. Mà Tám thì thực sự không có dám, không phải không dám mà Tám không muốn gây hấn với bất cứ một ai. Xưa đến giờ Tám sống, trong cuộc sống của Tám là như vậy. Không làm mất lòng ai, không muốn gây hấn với ai hết á. Nhưng mà qua cái chuyện này chắc chắn Tám sẽ bị. Tại vì cái gì nó cũng có hai phía. Một phía tà và một phía chánh. Thì những người ta muốn tin cái người kia thì là Tám sẽ bị ghét. Thấy không? Cái anh Tony nè, anh có nói nè, ca sĩ hết thời đi làm chuyện rảnh rỗi hết thời, không có gì làm, đi ra ngoài đó chứ ai mà rảnh mà đi ra cái ngoài chỗ đó. Ảnh sai rồi. Nói vậy đó. Ảnh á, tại vì người ta vô comment á thì bình thường ảnh không chửi mình. Nhưng mà người ta nói làm sao đó không biết, ảnh nổi nóng lên thì bởi vì người ta nói ai mà chửi ảnh là ảnh nổi nóng, mà ảnh rất là nóng. Nhưng mà cũng có lúc ảnh dễ thương ha. Ừ, ảnh rất là dễ thương, comment rất là dễ thương. Dạ Tám ơi Tám, ơi ôi Tám ơi Tám gì đó. Có khi anh hẹn gặp em ở ngoài đó nha. Đó. Nói chung là ảnh rất là dễ thương, chứ không phải mình đừng có nói là ảnh là một người này kia nọ, không có. Có khi này ảnh vậy, có khi ảnh khác. Ảnh giống như là có hai con người khác nhau. Khi mà ảnh giận dữ thì Satan nó dùng ảnh liền. Mà nếu mà ảnh là một người ok, đàng hoàng nhẹ nhàng thì con Satan, cái bằng con Satan hả? Quỷ Satan hả? Quỷ Satan nó sẽ không có dùng ảnh. Cho nên là em nói thiệt với anh á, anh cố gắng, anh đừng có để Satan nó sử dụng anh. Anh là cũng là một cái công cụ cho nó sử dụng anh thôi, chứ anh là một con người cũng tốt, cũng nhẹ nhàng dịu dàng, chứ anh cũng có đạo mà. Em mà thấy anh là anh cùng đi lễ nhà thờ với em. Ừ, anh cùng đi lễ nhà thờ với em thấy trên Facebook của anh đăng nhà thờ San Barbara luôn. Em nói chô cha, anh này cũng đi lễ nhà thờ với mình mà ảnh có đạo mà, đâu phải anh không có đạo đâu. Cho nên anh cũng thường, anh cũng Facebook anh cũng comment là mình là người Việt Nam với nhau mà em. Thì em biết mà, người Việt Nam em có làm gì chứ. Em nói chung em có làm gì hại anh hoặc là gì. Nhưng mà tại vì cái đó là cái tự nhiên đó. Anh mở màn cái chuyện đó.
tại vì anh là người mở màn, cho nên em mới nói là anh phải là người kết thúc, còn nếu anh không chịu kết thúc thì cái câu chuyện nó vẫn như là như vậy ha anh ha. Anh phải là người kết thúc câu chuyện này. Còn cái hẹn của em với anh vào 4 giờ chiều ngày thứ hai, em vẫn ra. Còn nếu anh không ra là cái quyền của anh, đó là cái lựa chọn của anh để mà anh phải giải bày cái oan của anh. Ví dụ em có nhiệm vụ anh giải bày cái oan của anh chị sĩ, nhưng mà anh là người mở màn chương trình, anh phải kết thúc bằng cái sự giải oan của anh, có lý lẽ đàng hoàng, có tâm phục khẩu phục, anh phải làm như vậy rồi anh mới giống như là thanh thản được, còn không thì nó cứ như vậy thôi ha. Và anh chị sĩ là chắc chắn 100% người ta oan. Mong anh coi lại tất cả những cái clip em post, em quay, những cái gì anh chị sĩ nói, những cái gì anh chị sĩ làm, và những cái gì những cái cô gái, hai cái cô gái mà em cũng có quay rồi nói, tất cả những cái gì em đã là coi như là đưa lên hết rồi, anh hãy nhấn chút thời gian để mà anh tìm hiểu, và anh hãy lắng nghe nha, và anh hãy thấu hiểu, lắng nghe và thấu hiểu nha anh. Chứ em cũng không muốn gây hấn gì với anh đâu, chứ anh đừng nói là Tám ơi Tám xóa đi Tám, cuối cùng cái ảnh mới ghi ơi Tám không xóa là thôi, tôi cũng không sợ, thôi Tám xóa là thôi, cứ để đi, rồi sau hồi anh vô nói xóa đi Tám ơi. Mình là người Việt Nam mà. Mình là nếu mà Tám còn để cái tức đó thì Tám có biết chuyện gì xảy ra không, thì Tám cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, thì Tám không biết, thì Tám quay thì mọi người đều coi, và Tám vẫn để trên đó, trừ khi anh là người kết thúc câu chuyện nha. Chứ tự nhiên cái anh làm cho đã rồi cái anh kêu xóa đi, cái Tám xóa, ủa là đâu chắc có lý do bà gì bị đâu. Liệu Linh Trần lâu lâu Linh Trần một câu, bà Linh Trần mới nói chắc Tám bị liệu, ảnh kêu xóa là Tám xóa liền, nhưng mà cái này bà không liệu. Không có liệu thì tại vì chưa nhưng mà anh dễ thương, chưa có mà. Một cái lý do nào ha? Để mà không cầu mong mà bữa nào gặp ảnh cho ảnh không thấy hình ảnh của ảnh trên Facebook ok lắm á. Đẹp. Ôi đẹp trai, bởi vì tôi nói trời anh đẹp trai kia ơi hoài gì, tại vì em thấy anh đẹp trai mà. Anh á, anh mới đầu anh bị người ta hiểu lầm, nhưng mà nếu mà anh biết cách giải quyết đúng rồi. Cho nó là như là ôn hòa tốt đẹp thì anh sẽ được mọi người quay ngược lại và yêu mến anh, hoặc là hâm mộ anh không chừng, đúng không anh? Em nói này là em nói thiệt luôn, đúng không các bạn? Nếu mà các bạn thấy Cấm nói đúng thì các bạn cho ảnh một cái lời nhắn, đừng có nói nặng lời gì với ảnh hết trơn á, tại vì ảnh là cũng một anh lỡ bị ảnh lỡ thôi, nó xuống ảnh lỡ thôi, chứ ảnh cũng không muốn đâu, Tám biết mà. Ảnh nói là vợ ảnh kêu ảnh mang hoa ra nhà thờ Sao Bạc Ba Ra, nhưng mà ảnh mang ra Long Bích chắc cái số mệnh định mệnh chớ chê định mệnh của anh, bởi vì ảnh mang ra Long Bích, em không biết mà sao anh mang ra nhầm cái lúc em ra luôn vậy, đâu có hẹn đâu, tự nhiên là anh ra ngay cái lúc em ra, làm mà sao em cũng không hiểu, đúng không? Anh có phải lầm mẹ Chúa kêu anh ra không, để chứng nhận anh làm như vậy không? Các bạn thôi, nói như vậy là cũng đủ rồi. Mong là anh sẽ xem cái clip này và hiểu hơn nha. Mình cũng nhẹ nhàng lại bớt, người ta có nói gì mình thì cũng phải có lý do của nó, và anh nhẹ lại với người ta thì người ta sẽ nhẹ với anh, giống như là anh nặng với em nhưng mà em nhẹ với anh thì anh nhẹ lại với em vậy đó, thấy không? Cái đó là một cái bài học của em với nhưng anh mà hôm nha. Qua cũng hơn ha, tự nhiên cái mình ra 2 giờ mà mọi bữa anh sĩ ra sớm ha. Tự nhiên mình ra sớm hơn anh sĩ, cái mình biết quay được cái cảnh mà anh chị mang hoa từ đúng nhà rồi, ra. Đúng rồi đó, cái bà kia bà đâu có thèm coi. Anh nói chuyện không dạ. anh em nghĩ anh nên gặp em để cho tất cả mọi người hiểu lầm anh, giải bày giờ những cái gì anh muốn, nhưng mà anh phải biết là anh sai nha anh. Bây giờ em muốn biết là anh hiện tại là anh vẫn nghĩ là anh đúng hay là anh sai. Nếu mà anh nghĩ vẫn nghĩ là anh đúng là không được, anh phải biết cái sai của anh và anh quay lại và suy nghĩ lại, đúng rồi, anh suy nghĩ lại và suy nghĩ cho nó khác, cũng như là chắc chắn là anh chị không phải là người như anh nghĩ nha. Rồi vậy nha anh ha, bye bye các bạn đã theo dõi clip này của Tám.
và bà ngoại đang ngồi rất là say mê coi Tám nói chuyện, và Linh Trần và chị Cam Linh cũng đang ngồi trước mặt. Có 3.000 khán giả trước mặt Cam Thơ. Cô nó tặng bà ngoại này. Ôi, cô nào tặng bà ngoại trái thanh long bự dữ vậy? Cái con, con với con Linh Linh mà khoe kìa. Thế hả? Trái này bắp, trái này ngon lắm nè. Trời ơi, cái tròn gió ngon ghê luôn. Bằng trái bưởi luôn. Trời ơi, bự luôn rồi má. Má đi ai không? Cái cô cho chưa? Đó, bởi vậy Tám mới nói là Tám có những người fan rất là dễ thương, rất là dễ thương mà không có lời nào diễn tả được. Cứ là nhắn tin, rồi hỏi thăm, rồi bức xúc cũng nhắn, rồi chia sẻ cũng nhắn. Hồi sáng Tám mới post một cái status trên Facebook á, cái anh kia gọi điện thoại, alo, có phải bà Tám không? Dạ em đây, Tám đây, có gì không anh? Cái em đây, Tám ơi, mới coi cái clip fan gì nhỏ tuổi tặng cho Tám với anh Quang, anh khóc rồi, anh người đàn ông mà anh cũng khóc nên là Tám ơi, trời ơi sao mà dễ thương quá. Cái nói trời ơi sorry anh nha, cảm ơn anh. Cái ảnh thôi chúc Tám với ông xã vui vẻ hạnh phúc nha, năm mới happy new year, rồi cúp máy. Cái Tám nói ủa cúp máy rồi, ủa sao nhanh vậy, tự nhiên mới nói vậy cúp máy. Nhưng mà mình cảm thấy rất là ấm lòng, mình thấy rất là vui khi mà tự nhiên có những người fan mà nhiều lắm nha, nhiều người cứ gọi à, mới coi clip của Tám muốn gọi Tám nói một câu thôi, nói một câu là Tám rất là dễ thương, Tám rất là vui, thích con của Tám, ok rồi nha, rồi cúp máy. Bởi vậy đó, hả? Ừ vậy đó, cứ hoài vậy đó. Chưa kịp nói gì hết. Chưa kịp nói gì luôn, là tại vì nghĩ là mốt có người gọi vô bà nói để cho Tám nói trước. Tại vì người ta nghĩ là mình bận quá, không có thời gian để nghe điện thoại của người họ. Ta muốn nói lên. Ừ, người ta muốn nói đấy. Trời ơi, muốn gọi cho Tám nhưng mà lâu không dám gọi, nhưng mà bắt buộc bây giờ phải gọi để nói cho Tám biết. Đó, giống như cái chị gọi, chị nói là không bao giờ chị gọi bên Úc gọi qua, bà nhớ không? Chị nói là chị gọi để chị nói cái này là Chúa mẹ kêu chị gọi cho Tám để cho Tám lời khen. Chị nói vậy đó. Rồi xong chị nói xong rồi cái chị cúp. Bởi vậy chị Linh mới nói là trong cái video của chị Linh với Thơ nói chuyện đó, là chị Linh qua là chị Linh rất là surprise luôn cái cuộc sống của Thơ đó. Bởi vì nó quá ngưỡng mộ và quá surprise là bao nhiêu cái hâm mộ yêu mến mà quá nhiều luôn mà mình bất ngờ. Cái cuộc điện thoại cứ gọi tới hồi cái đó là làm cho Thơ cũng có một cái tinh thần đúng rồi mà được yêu thương vậy. Thơ không, Tám cảm nhận được hết, Tám cảm nhận được hết. Bà nhớ không, hồi trước có cái chị gọi chị coi cái clip đi, xong chị nói chị hồi hộp mà chị thức suốt đêm để chị mong đến sáng rồi gọi cho bà. Đó nhớ không? Thì đó, trời ơi, cho nên là mà ai mà cứ muốn cần gọi cái gì Tám thì cứ việc gọi, nhưng mà đừng có nhắn vô cái message mà nói nha, nhiều lúc đầy lắm Tám không có nghe nổi mà không. Một á là nhắn tin text message á, không á thì gọi được, không được thì có gì Tám gọi lại ha, còn không thì bữa nào hoặc là thời gian gọi lại cho Tám nha, chứ Tám nhiều lúc nhiều quá thiệt sự là nhiều quá nên Tám không có sorry là có những cái cuộc điện thoại mà Tám không có bắt kịp á, sorry rất là nhiều, hãy thông cảm cho Tám nha. Rồi thôi bây giờ là bye bye thiệt rồi nè, bye bye và chúc mọi người một năm mới sức khỏe, năm mới sao nhiều chuyện an bình hạnh phúc, và nhớ ủng hộ kênh YouTube của chị Cam Linh tại Việt Sĩ Nhà Hoa Cali, đủ mọi thứ chuyện xảy ra. Thấy tội nghiệp quá, thôi sập cho một cái đi, lấy vốn. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, bye bye, see you again. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you, bye bye.